Hello các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm clip về top những loại sen đá dành cho người mới chơi. Ứng cử viên tiếp theo đó là sen đá ma. Theo như mình biết thì đây là loại sen đá có từ rất là lâu đời và được trồng phổ biến ở Việt Nam mình. Nhưng khi đó mọi người không biết tên nó là gì, chỉ gọi đơn giản nó là ho đá. Bây giờ mình gọi nó là sen đá. Khi nghe cái tên sen đá ma thì mình nghĩ người đặt tên em ấy cũng hợp lý. Vì khi trồng thời tiết bình thường, cây có màu sắc nhợt nhạt. Nếu như cây ăn nắng nhiều thì lá cây sẽ ửng hồng. Vì vậy, nhiều người lầm tưởng đây là cây hồng mập. Ứng cử viên tiếp theo đó là hồng mập. Sen đá hồng mập mang màu sắc nhẹ nhàng, có vẻ ngòi mẫm mỉm, căng mọng, trông rất là dễ thương. Lá cây sắp xếp ngay ngắn, bung xòe, mọc đều xung quanh gốc. Đây là một trong những loại sen đá nhân giống rất là dễ, từ lá. Và tốc độ sinh trưởng của nó rất là nhanh. Đây là loại cây có thể trồng phun nắng mưa. Các bạn mới chơi nên sưu tầm loại này. Loại sen đá tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là sen đá đế vương hồng. Đây là loại sen đá có lá xếp thành như hoa, tự như hoa sen và giống như vương miện của vua. Vì vậy nó có tên là đế vương. Cây sẽ có màu xanh nếu được chăm trong mát, và ngược lại nếu chăm đủ nắng, cây sẽ có viền hồng và đỏ ở đầu lá. Loại sen đá thứ tư mình muốn giới thiệu đó là ruby xanh. Đây là loại sen đá có tốc độ phát triển nhanh và cực kỳ dễ chăm. Chiếc lá được sắp xếp lại với nhau tạo thành như một bông hoa cúc. Tuy có màu sắc không có rực rỡ như loại khác, nhưng cây lại mọc nhiều nhánh tạo thành một chùm rất là đẹp. Loại cuối cùng mình muốn giới thiệu ngày hôm nay đó là sỏi hồng Việt Nam. Mình không có thông tin nhiều về loại này, nhưng đây là một loại rất là dễ trồng, nhân giống bằng lá rất là dễ. Và điểm hấp dẫn của cây sỏi hồng Việt Nam này là màu sắc hồng rất là đẹp, lá của cây mịn mỉm bao tròn cực kỳ dễ thương, tươi đẹp nhưng không có động đảnh như các loại sen sỏi khác. Mình có sưu tầm một số hình ảnh, các bạn cùng ngắm nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở clip sau.